Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ vừa tổ chức phiên chợ không đồng, hoạt động nhằm hỗ trợ giúp đỡ cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do đại dịch COVID-19, với ý nghĩa san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch và hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đến với phiên chợ đợt này là bà con nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Mỗi người được nhận các loại lương thực, thực phẩm như rau, mắm, thịt, mì trứng, mì tôm, gạo. Tất cả có 100 suất hàng với tổng trị giá 40 triệu đồng được vận động từ các mạnh thường quân trên địa bàn. Hoàn cảnh của em thì rất là khó khăn. Khi nhận được món quà thì em cũng đỡ được phần nào. Tính đến nay, phường Hòa Xuân đã tổ chức nhiều phiên chợ không đồng, qua đó có trên 1.000 suất quà, tổng trị giá khoảng 350 triệu đồng và 1 tấn rau được trao đến các hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, khó khăn, người nước ngoài, các khu cách ly, khu chung cư trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, với chương trình san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch, mặt trận từ phường đến khu dân cư đã kêu gọi các tổ chức cá nhân chung tay hỗ trợ, san sẻ khó khăn với nhân dân trên địa bàn với tổng trị giá gần 800 triệu đồng. Ý nghĩa của đợt này là nhằm mục đích là hỗ trợ cho những hộ khó khăn ở khu dân cư, trừ những hộ nghèo và hộ cận nghèo, vận động được các cá nhân để hỗ trợ cho những hộ khó khăn nhận quà, nhân cái dịp kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống mặt trận, đồng thời là cũng vừa tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tại phiên chợ, song song với các mặt hàng được bán miễn phí, mặt trận hội đoàn thể phường còn bố trí giới thiệu một số sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ cho người dân trên địa bàn sản xuất. Các mặt hàng cũng được các chủ cơ sở ủng hộ từ 50 đến 70% giá trị. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.